kính thưa quý vị, quý vị thấy là thầy thì là con nhiều tài lắm. Quý vị khi nào có việc thì anh nói tiếng cách rồi quý vị mới biết. Tại vì chúng tôi thấy là một trong những vị nào mà tăng trẻ mà có tài là lúc nào tôi cũng kính ngưỡng mộ, kính thật kính vậy ha. Mà chẳng những như vậy mà tôi trợ giúp những cái chùa Pháp Hoa của thầy Thiện Lợi đó, nếu nào mà không có tôi ủng hộ vô á, yểm trợ cho thầy đó, thì cái chùa đầu tiên mua cái nhà thờ đó là chúng tôi lên để coi trước. Nhưng mà công việc phận và không có thường xuyên về cho nó, chứ mỗi lần trùng lễ đó, chứ tôi biết thầy Thiện Lợi là một nhân tài cần phải đi bổ xứ các chùa Pháp Hoa làm để mà giúp đỡ cho người Việt của chúng ta là ly hương. Nên thành ra thầy được nhiều người Phật tử mến lắm. Và bà con có dạy gì chứ? Và ông nói không? Không có nói gì đâu. Nam Mô Di Đà Phật. Bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, thân thể của ta đây đó, nửa phần của cha, nửa phần của mẹ ta, có di truyền của bà cha mẹ, thì thật sự cái hàm ơn ấy thật sự là vô đời ghi nhớ. Quý vị sẽ theo dõi chúng tôi đây, đi đến một người mà muôn đời phải muôn nhân hải luôn luôn nhớ kính. Quý vị theo dõi. Thầy đi thiệt không? Sáng nay ông có cái pháp hoa dân hoa, pháp môn dân hoa này. Dạ, bà con cứ từ từ bình tĩnh mà luôn ạ. À. Đi nào được đặc biệt đây? Đây là bác Đà. Đây là người thân của thân đàn ông Thọ Á, đàn gà của thầy Thiện Lợi. Đàn có bậc phụ này mới có thầy Thọ Hải, có thầy Thọ Hải mới có phó thủ bác Mỹ này. Đệ tử Như Tịnh xin được tri ân đảnh lễ cúng dường quy ôn và rất là xúc động. Tiếp theo chúng con xin được cung kính đảnh lễ giới thiệu Thượng Tọa Thích Tịnh Mãn. Xin Thượng Tọa hoan thỉ tiên lên trên và quý vị các bạn trong tay cũng như đó xin được có đôi lời chia sẻ. Xin kính thân thành tội. Aloha, all the Buddha. Mahalo, of everyone. Vương Quá Bạch, Chư Tôn Thiện Đức, Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, học viên. Trong giờ phút này thật là trang nghiêm và thanh tịnh. Trước hết chúng con xin đảnh lễ sư phụ chúng con và hòa thượng tự ban tổ chức đã sinh ra con trong một ngôi nhà giáo pháp cách đây cũng nhiều năm. Con ở được hà quý y này 9 năm và sau đó con sang Pháp để học với sư ông Lạc Mai. Và sau một thời gian học với sư ông Lạc Mai con trở về Mỹ để tiếp tục chương trình học của chúng con. Hồi nãy giờ Chư Tôn Đức đã chia sẻ tiếng Việt, bây giờ con xin hát bài tiếng Anh. Bài tiếng Anh có nghĩa là những người bạn thân thương của chúng ta, những người bạn quý, những bạn hữu cùng đi trên con đường tu tập. Những người bạn đó là như một viên ngọc quý. Và khi chúng ta có mặt cho nhau và chúng ta hiến tặng cho nhau những viên ngọc quý đó, như hồi nãy Hòa Thượng Trương Giáo Thọ đã dạy chúng ta, đó là tình thương vô điều kiện, unconditional love. Cái bài này có tựa đề là Dear Friends, có nghĩa là
bạn thân mến, bạn thân thương, đó là những người bạn đạo của chúng ta, và cùng chúng ta đi trên con đường đạo. Tiếng Anh có một câu châm ngôn rằng: You want to walk fast, walk alone. You want to walk far, walk together. Có nghĩa là mình trong chế độ ta có một đoàn là thường đồng hành, thường đồng bộ, đạt giả, đồng du, niết bàn đồ. Thì tất cả chúng ta đều là những người đang đi trên con đường tìm về chân lý, tìm về tình thương, tìm về sự hiểu biết. Hôm nay tức hội chúng, sự trang nghiêm của chư tôn đức hình thành vô cùng. Trang nghiêm để làm cho chúng ta cảm động. Chư tôn đức là những người là một tấm gương sáng để cho chúng con những hàng họ đi sau lưng các ngài, để nhìn từng bước chân của các ngài, lắng nghe những lời giáo huấn của các ngài, để chúng con lấy đó làm soi sáng trên con đường của chúng con và những bài thơ của chúng con. Trong giờ phút này, con xin hát bài thế này, ngắn khoảng 4 câu thôi. Dear friends, dear friends, let me tell you how I feel. You have given me such treasures. I love you so. Let me tell you how I feel. You have given me such treasures. I love you so. Mấy triệu
tức là thầy sắp cách cái điện đã đẹp, cái khu ở trên núi rất đẹp, ở trong tương lai nếu nơi đó mà thành tựu rồi đó thì rất đẹp, cái nơi có thể họp về đó tu tập hay hoặc sinh hoạt ở đấy. Một lần mà thầy là tổ chức lại một đàn tu ra 700 người và về núi đó, trên núi đẹp lắm, rừng thông rất là đẹp. Thì quý vị đã sẵn đây giới thiệu cho quý vị biết đây là vị trí của tu viện tu lớn mà tập đoàn của chúng tôi là lớn hơn tại tu ra hội di đà và cũng sang cho ông đức hạnh để tu học. Thành ra thầy cũng rất là giỏi và là người tâm đắc thân thiện với đại đức Thích Pháp Hoàng. Thế là thầy Pháp Hoàng là người đã ước phản hòa cho Pháp Hoàng trong cái tình anh em cũng qua giúp nhau và Du Lan thì chúng tôi qua thầy đỡ qua. Hay là có ông Nguyên Siêu ngồi đây là những cái gì mà quan trọng thì để ông Nguyên Siêu qua để hỗ trợ. Và đây thầy tự mạng rất là phước, quý ông quý thầy quý Phật tử cũng rất là thương, cho nên thầy làm được cái việc lớn. Xin thầy chúng tôi cho một tràng pháo tay để được những người đã có một tràng pháo tay rất nhiều hơn. Cảm ơn thầy, con xin cảm ơn hòa thượng Nguyên Siêu. Một năm điều lễ hồi Pháp Âm hòa thượng hôm qua và giảng dạy và những khóa tu học đến chúng con có hôm nay. Trước mặt này chúng con xin đề đầu đảnh lễ hòa thượng đã thương chúng con một năm điều qua. Cảm ơn.